Rồi cây kiểng nhà vườn Thành Mười xin mến chào quý anh em cây cảnh cây kiểng trên cả nước. Hôm nay mình cũng có nhiều mặt hàng nha anh em. Anh em đoán mà coi xem được cây nào mà điện mình nha. Số điện thoại mình là 0797999848. Địa chỉ mình là ở ấp Thành Phú, xã Thành Lợi, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Rồi mình xin phép vô cây số 1. Cây số 1 này anh em mua về sửa chơi nha anh em, kim giòn thì sửa rất là dễ. Anh em nào không biết sửa thì điện mình hướng dẫn cho mà sửa. Dễ sửa lắm, không có khó khăn gì hết. Nó dễ sửa lắm mà biết mới dễ, không biết thì rất khó. Rồi cây này số 1 là cây kim giòn. Chiều cao nó là 39. Hoành thân. Vị trí eo này đi là nó 43. Đường kính bầu là nó 34. Đó, cây này dót đọt nha, cây này nó hẹo nó hơi nhiều mà liều nó mau lành lắm. Dòng mai chiếu thủy thì mau lành lắm, cây kim giòn mã số 1. Đó nha anh em. Kim giòn thì rất là dễ sửa nha, không có khó sửa đâu, nó cũng dễ sửa mà biết mới khó mới dễ. Đó, cây số 1 có giá là 500 ngàn. 500 ngàn bao ship. Khó thì khó mà biết thì dễ. Đó, cây số 2 cũng là cây kim giòn nha anh em. Đó, cây này mấy cây này già sần sùi hết trơn nè. Đấy, đây đây là dáng thú nha, con này thú nha. Đó, giò cắn nè. Đó. Con này đẹp. Đó, giót đọt cây nào cũng giót đọt hết trơn, này cũng là kim giòn nha. Chiều cao nó là 33. Từ mặt bầu lên 33. Hoành thân. Vị trí này 38 tổng tới cái đích này luôn đó, đây có cái sẹo nhỏ 33, 53 đó, 53 đường kính bầu 35 đó, giót đọt còn cái xíu nha, bự hơn ngón tay cái chút, bằng ngón giò cái thôi, sần sùi già lắm. Rồi kim giòn mã thứ hai. Đó, rất là đẹp nha. Đó, cây này đẹp. Rồi cây này có giá là 700 bao ship. Số 3 là một cây mai mai vàng nha anh em. Đó, bữa nay nó kéo nhựa xanh chành hết trơn nè, rất là mạnh nha cây này. Nó già sần sùi hết trơn, cây mai này là mình bứng ở quê hương Vĩnh Long nha. Đó. Nó sần sùi hết trơn nè. Đó, nó muốn lên xù luôn á. Tổng cái chiều cao là nó 26. Hoành thân là 17. Đó, tổng đế nó 66. Đường kính bầu nó 27. Đó, cây này cũng đẹp nha anh em, nó làm như thú thú vậy đó, có giò cắn đầy đủ mà như thú ngồi như vậy nha. Nó ruộng ruộng cái này cũng đẹp. Rồi cây mai mã số 3 có giá là 350 ngàn. 350. Mã số 4. Số 4 là khế gân quái nha anh em. Cây này nó quái lắm nha, làm như thú gì đây nè, hai chân này là mình sửa lại nha, thành ra mình băng nó chứ nó không có sao nha, không có nứt gãy gì chứ nha, bảo đảm là không có gì hết, chỉnh sửa nó lại cho nó đúng vị trí nó thôi chứ không có hư hao gì hết. Đó, già lắm nha, cây khế gân này rất là già đó, mình vô cái chỗ chữ nhật chơi rất đẹp. Tổng cái chiều cao nó là nó 46. Hoành thân đo dưới đây nha, cái đi là nó 31. Đo cái con thú này với cái cây này luôn là nó 47. Lên đây đi 47 nè. Đó. Đường kính bầu dài là nó 53. Đó, đế điệu hết trơn nha. Cái điệu ở trơn luôn, làm như thú thú vậy đó. Cái rễ đó là bao với bà con anh em là không có sao nha. Rồi cây này cây mã số 4. Cây khế gân có giá là 1 triệu gửi. 1 triệu gửi.
quái cây quái đó không. Rồi đây là một cây mai chiếu thỉ lá lớn da đen nha. Cây này là nó nu nặng, nó cây này bị bứng ở dưới đất mới bứng lên, nó đế là điều ba cào luôn đó, đế đẹp luôn, bệ đẹp luôn. Cái này chơi phom tàng đa rất đẹp nha anh em. Đó, cây này mai chiếu thỉ lá lớn nha, đế rất là đều, rất là đẹp. Chiều cao từ mặt bầu lên là 38. Đó, hoành thân nha, vị trí này nha. 61. 61. Hoành thân là 61. Tổng bệ đế. Cây này vô cái chậu rất gọn nha, là nó 97. Cho 90 như 95 đi. Đó, tính 5 đi. Đó, tổng bể đế đó, nó vô cái chậu rất là gọn nha. Cây này chơi nghệ thuật lắm nha. Quấn cái form tàng đa thiên nhiên là đẹp lắm. Rồi đường kính bầu là 43. Đó. Mai chiếu thỉ da đen lá lớn. Rồi cây này có giá 1,7 triệu. Bao ship toàn quốc. Đó cây này bà con anh em nhìn cho kỹ nha, cây này là chơi là không có thẹo dít gì chơi nha. Lạnh lặn á, cây này cây lạnh lặn hết. Rồi 1,7 triệu. Rồi cây số 6. Cây số 6 là cây lại kép nha. Đó nữa là trên đây nó chưa lên, chứ nó lên là nó y gan như vậy nè. Nó lên nữa là một về mà tỉa bớt mà lại chứ 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 nó cây này sức sống nó rất là mạnh mà nó đâm chồi cái nè. Nhóc có chơi mình khỏi lo thiếu chồi, thiếu nhánh. Đó đế rất là đẹp nha, thân thì sắn sắn nhặn nhặn nha anh em. Đó, cây này cũng khéo lắm. Đó, nó lên nữa cái đầu này nó lên là tỉa bớt chứ không khi nào mà lên đầy ngẹt luôn. Rồi cái chiều cao nó là nó 64. Tổng chiều cao 64. Hoành thân đo vị trí này nha là nó 53. 53 nha. Đó 53. Đó. Đường kính bầu nó là 40 43. Rồi cây này có giá 1,7 triệu thôi, chiếc này 1,7 triệu thôi. Đó, chiếc rồi mình kêu 2 triệu nè, mà chiếc này là 1,7 triệu. 1,7 triệu. Cây số 6. Quên nữa. Rồi cây này là mai chiếu thủy da đen lá lớn luôn. Rồi, cây này mà anh em không mua nữa chơi nữa là tiếc lắm nha. Quá trời đẹp luôn, nó vừa già mà nó vừa sần sùi mà chi cành nó đúng nghệ thuật luôn. Nghệ thuật lắm, nghệ thuật luôn. Đó mình chừa mấy cái nhánh này nữa anh em muốn tiễn bỏ cái nào đó mình cắt sơ sơ cho anh em về anh em nghiên cứu cắt lại giùm mình nha. Đó. Da đen lá lớn nha. Tổng cái chiều cao lên tới đây đi là nó 75. Đó, 75. Hoành thân đây nha. Hoành thân vị trí này là nó 46. Đó, 46 rồi cái bệ đặt nha, cái bệ đặt mình tính ở đây cũng được. Bệ đặt tới đây là nó tới 72. 72 mà tính ở đây cũng được. Đó, 72. Tổng ngồi đế, cái này đế điều gan nha anh em. Đế rất đẹp nha, bộ đế rất là đẹp, 113. Bộ đế rất là đẹp nha, bộ đế này đế nghệ thuật nha. Anh em mua chơi cây này là đế whip luôn. Quá trời whip luôn. Đây là mình cái rễ này mình mới áp vô nha anh em, có một cái một thôi. Rễ này mình mới áp mà bao sống cho anh em luôn, không có cái rễ này không sao. Nó là tha keo rồi đàng hoàng mới áp vô. Đó cái rễ này có cái áp có một cái này thôi. Đó cây này cây mai chiếu thủy mã số 7. Để đo mấy cái chân cành cho anh em tham khảo. Chân cành 1 đi. Chân cành số 1 là nó 11. Đó, được 11. Cái chân cành này coi chân cành này chắc lớn hơn mà muốn mua
lấy chừng nào cái nào bỏ. Cây này tới 14. Đo thằng này nữa cái đi, tại vì mấy cây này nó hơi nhiều tiền. Cây này cũng 11 luôn. Đó. Đế thì ba cào nha, đế này là whip luôn rồi đó, không có quá whip luôn. Đế như gì là cây con trai là hết sảy luôn, chân cành thì múa. Búa chuông đưa. Rồi cây số 7 có giá là 6 triệu gửi. Bao ship toàn quốc. Rồi số điện thoại giao lưu của mình là 0797999848. Địa chỉ mình là ấp Thành Phú, xã Thành Lợi, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Rồi cây này là cây gia nhật. Cây gia nhật mã số 8. Đó, cây này là cũng đẹp nha anh em. Đó, thân lắc lượng rất là đẹp. Mới chỉnh sửa lại. Đó, nuôi là chân cành cũng lâu rồi mới chỉnh lại. Rồi cái chiều cao nó là 47. Tổng tán đổ xuống gì đi là nó 98. 98, 99 gì đó. Hoành thân. Hoành thân đây được là 18. Vị trí này nghe 18 mà tính 17 đi. Nó hơi cấn cấn vô cái này chút xíu, tính 17 đi. Đó. Cái gia nhật nha, bộ đế đẹp nha. Cây này nằm chậu cũng lâu rồi mà cây này là không có bao chậu nha anh em, không có ship chậu. Mình bó bầu gửi cho anh em nha. Rồi cây số 8 này có giá là 1 triệu. 1 triệu, không có ship chậu nha anh em, cây nhiều tiền quá, ship cái nó hết tiền luôn. Cây số 8 này. Rồi cây này là cây số số 9. Cây này là cây đa nha anh em. Cây đa. Vì anh em muốn ghép cái gì đó ghép, mà cây này là cây đa nha. Mình thấy cũng đẹp đẹp mà không gài sao nó chịu ra đi không biết nữa. Nó mến chủ quá. Cây đa nha anh em, rất là đẹp mà sao nó kỳ cục. Rồi cái chiều dài nó là nó 36. Đo một cốt này thử coi. Cốt này là nó 32. Nó nhóng lên cái mình, nó nhóng lên tới gì là được 15. 15, 16 gì đó. Tổng cái chiều dài nó là 50, bầu 50. Đó, cây đa nha, cây này cũng đẹp mà chưa có duyên hay gì. Cây đa mã số 9. Rồi chuyến này giao lưu với anh em giá là 1 triệu 9. 1 triệu 9. Đó, 1 triệu 900 ngàn. Rồi số 10. Số 10 là cây mà tứ quý, cái nồi đế này đặt keo nha anh em. Mà đế nó dạng đế bàn. Đế này cũng dữ lắm, chứ đế kẹo hết trơn nè. Đế này rất là nghệ thuật luôn đó. Đế này là đế nghệ thuật đó. Đó mà nó rất là, cây này cũng rất là đẹp nha. Giót đọt dữ lắm luôn mà. Đẹp. Cái tứ quý này rất là đẹp nha. Mặt bầu lên là 84. Sẵn đo cái đọt luôn đi. Đọt là 14. Đọt rất nhỏ. Hoành thân. Hoành thân vị trí này là nó 41. Đó. Dịch xuống dưới sát chút xíu nữa. Là nó 48. Đó, 48 đó. Đường kính bầu 60. Đó. Đế này hết hình dung luôn.
Đó, anh em xem kỹ nha. Đó, chân cành thì rất đẹp. Rồi cây mã số 10 có giá là 5 triệu 7. 5 triệu 700 ngàn. Lên đây, lên chỗ cũ đi. Rồi tới Đây này. đây kê tới cây mai vàng. Cây mai vàng này cũng độc nha, hiếm hiếm lắm nha anh em. Mấy cây này là chơi là rất đẹp nha, nữa mình trồng cũng vậy, y vậy thôi, để cho nó treo lên nè, một chừng một cả triệu triệu cái trứng như đó. Đó, trứng này nó bằng hột tiêu với hột gòn thôi, nó triệu triệu cái trứng nè, không có tài nào mà tả mà đếm nổi chứ. Trứng nè kẹo nẹo hết trơn luôn. Cây thì lắc lượng nha, rất đẹp. Mai vàng mã 11 đó, cây này rất là đẹp nha, quái dị luôn đó. Giờ như độc độc lạ Bình Dương nha. Độc lạ Bình Dương, cái này chơi là hàng độc lạ luôn Bình Dương luôn. Mình trồng nữa, mình trồng vậy thôi để cho trứng nó lồi lên vậy chơi cho nó đẹp. Rồi chiều cao là 47, hoành thân là nó 21 đó. Thôi cái bệ nha, bệ cũ ra đặt nghe đi, là nó 38. Rồi cái này không biết làm sao đo, giờ không biết nó đo nguyên cái cụm gì đi, bệ cũ gì đi, là nó 72 đó. Cây này rất lạ nha anh em, chơi cây này là độc lạ luôn. Đường nó cộng bính kính bầu là 31 đó. Anh em về cứ để nó vậy đi, trồng ngang mặt này thôi, để phơi trên này mình lấy nụ dẻ mình đậy lại nha, mới trồng đậy lại để nó chết nó khô, đậy lại chừng nào có tàn rồi mình hái dở ra đó. Nó trứng này chịu chịu cái trứng luôn, điểm không nổi luôn, bằng hột tiêu thôi, hột gòn thôi nha anh em, chứ trứng này không có bự nha. Mình nói vậy là anh em về nhận cây là nó đúng đúng gan luôn, bằng hột tiêu chứ hột gòn thôi. Rồi cây này là mã số 11 có giá là 2 triệu 7, 2 triệu 700 ngàn đó. Chơi là rất quái dị luôn. Rồi cây 12 coi có chỗ nào nghiêng chim lên cái gì. Cây nãy rớt rồi chim đây. Rồi cây 12. Cây 12 cây này cũng là độc lạ Bình Dương luôn. Cây này là còn quá độc luôn, quá xá độc luôn. Đó, cây này đỉnh luôn nha. Cây này nó đẹp múa lửa lambada luôn. Đó, kiểu múa kiểu lambada nha. Anh em xem kỹ nha anh em. Cây này gốc thì gốc tứ quý mà ghép giáo mai giáo Thủ Đức nha. Đó, anh em muốn lấy bề nào mặc tiền đó lấy nha, nó múa dở lắm, để đo cho anh em tham khảo. Cái chiều cao nó là 110, tán ngang là nó tới đây là nó 96 đó, 96. Đo cái thân ghép nó đi, cái thân ghép này nó tầm khoảng 20 mấy 30 năm rồi đó. Thân ghép này nó là nó 30, gần 34 nè, tính 33 thôi đó. Thân ghép mà nó bự lớn rồi đó, là anh em thấy hết hình dung không, cái thân ghép đó. Còn gốc dưới này gốc tứ quý nha, tứ quý gốc này là nó 33, 33 ổng bệ đế. Cây này nó mấy ổng ghép hồi đời nào không biết nữa, tới giờ mình mới siêu tầm mới mới bứng ngày sáng luôn đó, chưa có kịp tha keo nữa. Là 108 tổng quỳnh đế, 108 đó, ghép hồi đời xa xưa nào đâu, mấy chục năm rồi mới được. Đó, cái chân cành số 1 nó coi chà bá nện luôn. Chân cành số 1 nó là được là 21 nè, chân cành không là 21 đó. Đó, cái đọt thì vót ngón tay lớn hơn ngón tay cái thôi. Anh em chơi là không có thẹo dít gì hết. Đó, đường kính bầu nó là 58, 56 gì nữa. Đó, rồi cây này có giá là 6 triệu 500 ngàn.
bao chip toàn quất luôn, mấy cái cây này bao chip toàn quất hết. Rồi số điện thoại giao lưu của mình là 0797 999 848, địa chỉ mình là ấp Thành Phú, xã Thành Lợi, huyện Bình Tân. Cuối clip cũng xin chúc cho anh em được nhiều sức khỏe, làm ăn là thuận lợi may mắn. Rồi xin là cảm ơn quý anh em ủng hộ mình từ lâu, xin chân thành cảm ơn và xin mến chào.